Hôm nay mình hướng dẫn các bạn là cách làm món cháo chay nhé. Bây giờ mình bắt đầu mình đi chế biến nhé. Trước tiên các bạn sơ chế trước đã. Đây là chay chay mình đã ngâm với nước và cho một ít gừng, một ít ớt để cho chay nhả hết lòng ấy. Các bạn ngâm khoảng 6 tiếng. Còn bây giờ đến gạo, gạo các bạn dùng cho mình khoảng 200 g gạo. Ở đây là 1 kg chay thì mình dùng với 200 g gạo để mình nấu cháo mà. Bây giờ gạo thì các bạn cho nước vào. Các bạn cho vào gạo. Gạo thì tốt nhất là mình lên ngâm trước khi mình nấu ấy, thì khi đấy thì chay của mình sẽ thì khi đấy cháo của mình sẽ nhanh nhừ hơn và sẽ sánh hơn ấy. Các bạn có thể cho thêm một chút gạo lếp. Bây giờ mình vo gạo như này xong rồi, các bạn dùng luôn cái nước cái vo gạo này, các bạn cho thêm vào chay. Các bạn không có nước vo gạo thì các bạn không dùng nước lọc không như mình lúc nãy cũng được. Nhưng còn nếu có nước vo gạo, các bạn cho nước vo gạo vào thì chay sẽ nhanh nhả lòng hơn. Bây giờ các bạn cho thêm nước sạch vào. Các bạn vo lại lần nữa rồi mình đi ngâm gạo ấy. Bây giờ mình cho nước vào và mình ngâm gạo trong khoảng 2 tiếng rồi mình đi cho máy xay, mình xay qua để gạo của mình khi nấu cháo sẽ ngon hơn và nhanh chín hơn. Sau khi ngâm khoảng 6 tiếng này, các bạn để ý xem chai chai của chúng ta ra những cái lầm bẩn như này rồi này. Bây giờ các bạn đi rửa sạch, các bạn mang đi luộc nhé. Khi luộc chai thì các bạn cho thêm một chút muối vào nhé. Khi chai sủi thì các bạn tắt bếp luôn vì chai rất là nhanh là chín. Khi nước của chúng ta sủi hết như này rồi là chai mở hết miệng ra như này rồi là được rồi đấy các bạn. Các bạn tắt bếp và mình dỡ chai ra nhé. Con chai này ra thì mình đi làm sạch. Còn cái nước này các bạn chất lại và để nắng xuống để có cái phần cặn nào sẽ để ở dưới, sẽ bị nắng xuống dưới rồi mình lấy nước này nấu cháo các bạn nhé. Tách bìa tách rất là dễ dàng. Này các cái con chai này ra. Bỏ đi rồi mình chắc nước nhé các bạn nhé, để nước nóng phần cặn đi rồi mình lấy nước trong mình đi nấu cháo. Bây giờ mình đi sơ chế, bây giờ mình đi sơ chế chay nhé các bạn nhé. Chay các bạn luộc sạch, luộc xong rồi ấy, thì các bạn cho vào một cái bát nước như mình này hoặc cái chậu. Các bạn nhớ là mình tách cái phần này đi, phần này là nó có phân đấy, rất là bẩn, các bạn tách đi. Rồi các bạn tách cả phần đầu này nữa. Tiếp đến cái phần cuống này nó cũng sẽ có một chút bẩn, các bạn bóp nốt ra. Bây giờ khi mà các bạn bóp bóp ra chỉ còn nước trắng như này là được rồi. Bây giờ mình bỏ ra một cái bát nước sạch nhé, tí nữa mình rửa lại lần nữa. Tương tự các bạn thấy, các bạn bóc phần này ra rất là bẩn, các bạn rửa sạch đi cho mình. Bẩn phần sau.
các bạn bóp ra hết này thì cho mình. Phần này có một chút bẩn nữa, mình bóp nó ra. Tóm lại là chung quanh con sai mỗi phần lưỡi này là không có bẩn đâu, thì các bạn không phải còn không phải bóp. Còn tất cả những phần ria có bẩn hết thì các bạn nếu bóp sạch ra mình. Tương tự các bạn cứ làm như thế đến hết. Bây giờ mình cho các bạn xem phần mà mình vừa sơ chế xong ấy. Bây giờ nhé các bạn nhé, các bạn để ý xem. Bây giờ đấy, chai đã trắng rồi, có trụ nếu mà còn bẩn thì các bạn sơ chế lại lần hai như mình đấy. Có những cái dâu, những cái bẩn mà nó vẫn còn bám lại, các bạn bóc lốt ra. Đây các bạn để ý xem, chai đã không còn, đây bóp ra toàn nước trắng, không còn nước bẩn nữa. Và trong thân chai cũng trắng rồi như này, như là đã được rồi đấy. Các bạn cứ sơ chế như thế đến hết nhé. Bây giờ mình đi xào thịt chai chai nhé các bạn nhé, xào nhân đấy. Các bạn cho mình hai củ hành thơm hay hành tím hay ngọn hành tím này vào phi thơm trên chảo dầu như này. Khi hành bắt đầu chuyển sang ngả vàng một chút là mình cho chai chai vào mình xào. Món ăn này mình sẽ ăn cùng với quẩy, hoặc là các bạn ăn với hành thơm, hành khô, hành tím khô, chi thơm được. Và rau răm dọn hành lá ăn kèm theo, hành hạt tiêu. Cho các bạn bắt đầu chén lại như này rồi thì các bạn cho mình gia vị vào nhé. Ở đây mình cho 1/2 thìa bột canh, 1 thìa hành chính và 1 thìa mắm. Bây giờ mình đảo về cùng tắt bếp các bạn nhé. Sau đấy các bạn cho lửa pha, một lửa cho cái xoay xoay này, thịt xoay xoay này vào nồi cháo, còn lửa còn lại mình sẽ múc lên trên bát cháo khi mà làm nhá. Xong rồi đây là mình tắt bếp, xong phần lên. Sau khoảng 2 tiếng thì gạo của chúng ta đã lở như này rồi. Bây giờ các bạn mà rửa sạch và vo lại một lần nữa rồi các bạn để ráo nước rồi mình đi xay qua rồi mình mang nấu cháo nha các bạn nhé. Xay qua bằng máy xay sinh tố. Nước luộc chai của mình đã để được một lúc như này, đã nắng hết cặn cái giấy rồi thì các bạn cho luôn cái phần nước luộc chai này vào trong cái nồi này để mình ninh cháo nha các bạn nhé. Các bạn cắt từ từ để phần cặn ở dưới đó sẽ không ra. Đây, còn phần cặn ở dưới mình bỏ đi. Chai ngâm kiểu gì thì cũng vẫn có một chút cặn các bạn. Bây giờ mình cho, đây là mình xin lỗi mình chưa giới thiệu. Đây là phần gạo ấy, mình vừa xay lúc trước rồi ấy. Mình xay qua này, đập dập này thôi. Bây giờ mình cho lên gạo vào để mình nấu các bạn nhé.
Bây giờ mình cho lên bếp mình nấu nhé. Các bạn lưu ý là khi nấu cháo thì các bạn không được dùng đũa để quấy nhé. Mình dùng thìa to để mình quấy khi mà cháo bắt đầu sủi để cho cháo không bị bén nồi. Khi mà cháo sủi thì các bạn cho lửa thật nhỏ để Linh nhớ ấy. Bây giờ mình kiểm tra cháo nha các bạn nhé. Cháo của mình bắt đầu sánh như này rồi này. Các bạn dùng thìa quấy nhé, đừng dùng đũa không là sẽ bén nồi đấy. Bây giờ các bạn cho lửa tăng lên xào mãi. Và mình làm như này thì nhân mình sẽ quyện vào cháo thì cháo sẽ ngon hơn ấy. Còn lửa phần còn lại thì các bạn sẽ để cho mình rắc lên trên cháo khi mình ăn đấy. Cháo rất là quyện như này rồi, mình ninh thêm khoảng 20 phút nữa là được các bạn. Các bạn cho mình một thìa bột canh và một thìa mắm nhé, trước khi tắt bếp nhé. Khi mà ninh xong. Sau khoảng 20 phút mình tắt bếp nhé. Bây giờ các bạn múc cháo ra một cái bát mình đã chuẩn bị này. Có hành thơm này, có rau răm như này rồi. Đây các bạn múc cháo ra bát. Các bạn để rau ở dưới như thế này, rau thơm và hành ở dưới như này thì khi mình múc lên thì rau sẽ chín ấy. Và khi ăn mình rất thể trộn lắm. Rất là ngon. Cháo chay tự nấu tại nhà, mùi vị thì không khác gì ngoài hàng đâu các bạn ạ. Mình đã nấu nhiều lần rồi. Về các bạn cho một thìa chai như mình đã nói. Một chút hạt tiêu lên trên. Một chút hành phi thơm lên trên. Như thế này. Và một chiếc hành lá củ như này. Bây giờ mình đi thưởng thức thôi các bạn. Rất là thơm ngon. Bây giờ mình trộn lên và mình thưởng thức đi. Rất là ngon các bạn. Chúc các bạn thành công với món cháo xay tự làm đấy nhé. Rất bổ dưỡng, rất ngon.